Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 3 ngày gần đây, trên địa bàn huyện Đức Hòa đã xảy ra ít nhất 2 vụ cháy từ cỏ khô. Và mới đây nhất là vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 4, tại khu vực ngã tư Hữu Thạnh đã xảy ra một đám cháy gây khói mịt mù, cản trở giao thông qua lại tại khu vực này. Theo người dân, vào thời điểm trên, thấy khói bốc lên nhiều, người dân cho rằng có người đốt cỏ phát quang. Thế nhưng sau khoảng 10 phút lửa đã bắt đầu lớn nên nhiều người đã đến xem và chẳng thấy ai. Nghi lửa phát sinh từ tàn thuốc cộng với thời tiết nắng nóng đã khiến cho đám cháy bùng phát dữ dội và kéo dài khoảng 10 mét. Không chỉ gây cản trở giao thông tại khu vực này, ngọn lửa đã làm hỏng hệ thống cáp quang dây điện bên trên. Sau khoảng 20 phút huy động sức dân, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Mạnh người nào lấy nâng cao ý thức chứ giờ mùa nắng nóng này phải cảnh giác thật là cao độ chứ để nhiều khi xảy ra trường hợp đáng tiếc. Mỗi lần mà cháy ra, mỗi lần đi đường nhiều khi sợ sẽ ra tai nạn quá trời luôn. Tuy đám cháy không gây thiệt hại gì nhiều, nhưng đây là lời cảnh báo không thể nào thực hơn trước nguy cơ quả quạng phát sinh tại các đám cỏ khô như thế này. Do đó, để hạn chế những vụ việc tương tự xảy ra, mỗi người phải có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hay đốt cỏ rác để phát quang. Mặt khác, khi hút thuốc, phải đề phòng không ném bừa, ném ẩu tàn thuốc, đầu lọc còn cháy trong khu vực có cỏ và rác khô.